Nói đến Mỹ Tâm, khán giả sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của một cô ca sĩ có những nét đặc trưng khác biệt với số đông nghệ sĩ ngày nay, lao động nghiêm túc và nói không với scandal. Bằng chính giọng hát cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 20 năm làm nghề, Mỹ Tâm đã nhiều lần làm nên điều kỳ diệu cho nền âm nhạc Việt Nam và sở hữu những thành tích mà trước đó chưa có người nào làm được. Những lần tổ chức live show, phát hành album mới hay ở những lễ trao giải âm nhạc quốc tế, Mỹ Tâm luôn là tâm điểm của những lời khen ngợi cho thành quả lao động của mình. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về Mỹ Tâm, nàng họa mi vàng và bức tường thành trong làng nhạc Việt. Ca sĩ Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ có lượng fan khủng nhất tại Việt Nam, nữ ca sĩ có nhiều tác phẩm âm nhạc ghi dấu đậm nét trong lòng công chúng. Trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật gần 20 năm của mình, Mỹ Tâm luôn có được sức hút mạnh mẽ với người hâm mộ. Để có được thành công như ngày hôm nay thì trước tiên Mỹ Tâm là một ca sĩ có tài năng âm nhạc thực thụ. Cô đã bắt đầu tham gia âm nhạc từ năm 16 tuổi và trong suốt chặng đường hoạt động, cô đã khẳng định được tài năng của mình qua một loạt các giải thưởng quan trọng. Như năm 16 tuổi, đạt giải nhất đơn ca toàn thành, năm 1998 đạt giải nhất giọng ca vàng báo mực tím, năm 2000 đạt huy chương đồng giọng ca vàng châu Á. Ngoài ra, Mỹ Tâm còn có rất nhiều những giải thưởng lớn nhỏ khác về âm nhạc góp phần khẳng định tài năng của bản thân. Giọng hát hay, biến tấu đa dạng với nhiều ca khúc sâu lắng đã khiến cho Mỹ Tâm trở thành một trong những tượng đài âm nhạc trẻ của Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2010. Mỹ Tâm có rất nhiều bài hit đình đám như Họa mi tóc nâu, Nhé anh, Cho một tình yêu, Ước gì. Mỗi một tác phẩm nghệ thuật của Mỹ Tâm đã đưa người nghe đến những thăng trầm của cảm xúc, mang đến sự cảm nhận sâu sắc cùng sự thăng hoa trong tâm hồn. Mặc dù đã đi qua nhiều năm, nhưng những bản hit của Mỹ Tâm vẫn sống mãi trong lòng khán giả. Không chỉ có giọng hát thiên phú ấn tượng mà Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ trẻ có khả năng sáng tác tốt. Rất nhiều những ca khúc do cô tự sáng tác để lại ấn tượng mạnh với người nghe. Trong nhiều năm hoạt động, trong lĩnh vực nghệ thuật, Mỹ Tâm là ca sĩ hiếm hoi, nói không với các tai tiếng và scandal. Cô có một lối sống giản dị, không giống như các ca sĩ khác thường khoe hàng hiệu, nhà đẹp, xe đẹp. Đặc biệt, Mỹ Tâm thường tham gia các chương trình thiện nguyện ý nghĩa và có tinh thần nhân văn sâu sắc. Cô được đông đảo khán giả yêu quý bởi tính cách chân thành và cởi mở. Ngoài ra, trong các lần giao lưu với fan hâm mộ, Mỹ Tâm có cách nói chuyện khá chân thành và đầy tình cảm. Lượng fan hâm mộ của Mỹ Tâm tăng nhanh chóng trong thời gian cô hoạt động nghệ thuật. Cô thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu với fan hâm mộ, vì thế ca sĩ tạo được sự gắn bó giữa nghệ sĩ và fan trong thời gian qua. Ca sĩ Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ có lượng fan khủng nhất tại Việt Nam, nữ ca sĩ có nhiều tác phẩm âm nhạc ghi dấu đậm nét trong lòng công chúng. Trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật gần 20 năm của mình, Mỹ Tâm luôn có được sức hút mạnh mẽ với người hâm mộ. Để có được thành công như ngày hôm nay, thì trước tiên Mỹ Tâm là một ca sĩ có tài năng âm nhạc thực thụ. Cô đã bắt đầu tham gia âm nhạc từ năm 16 tuổi và trong suốt chặng đường hoạt động, cô đã khẳng định được tài năng của mình qua một loạt các giải thưởng quan trọng. Như năm 16 tuổi, đạt giải nhất đơn ca toàn thành, năm 1998 đạt giải nhất giọng ca vàng báo mực tím, năm 2000 đạt huy chương đồng giọng ca vàng châu Á. Ngoài ra, Mỹ Tâm còn có rất nhiều những giải thưởng lớn nhỏ khác về âm nhạc góp phần khẳng định tài năng của bản thân. Giọng hát hay, biến tấu đa dạng với nhiều ca khúc sâu lắng đã khiến cho Mỹ Tâm trở thành một trong những tượng đài âm nhạc trẻ của Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2010. Mỹ Tâm có rất nhiều bài hit đình đám như Họa mi tóc nâu, Nhé anh, Cho một tình yêu, Ước gì. Mỗi một tác phẩm nghệ thuật của Mỹ Tâm đã đưa người nghe đến những thăng trầm của cảm xúc, mang đến sự cảm nhận sâu sắc cùng sự thăng hoa trong tâm hồn. Mặc dù đã đi qua nhiều năm, nhưng những bản hit của Mỹ Tâm vẫn sống mãi trong lòng khán giả. Không chỉ có giọng hát thiên phú ấn tượng mà Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ trẻ có khả năng sáng tác tốt. Rất nhiều những ca khúc do cô tự sáng tác để lại ấn tượng mạnh với người nghe. Trong nhiều năm hoạt động, trong lĩnh vực nghệ thuật, Mỹ Tâm là ca sĩ hiếm hoi, nói không với các tai tiếng và scandal. Cô có một lối sống giản dị, không giống như các ca sĩ khác thường khoe hàng hiệu, nhà đẹp, xe đẹp. Những kỷ lục chưa ai phá vỡ được của Mỹ Tâm, ca sĩ Việt Nam giành nhiều giải thưởng quốc tế nhất. Dường như các giải thưởng quốc tế rất nặng duyên với nữ ca sĩ Họa mi tóc nâu. Tính đến nay, chưa có ca sĩ Việt Nam nào sở hữu số giải thưởng âm nhạc quốc tế nhiều đến vậy. Những giải thưởng Mỹ Tâm nhận được đều có tiếng tăm và danh giá. Đầu tiên phải kể đến huy chương đồng liên hoan giọng ca vàng châu Á tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là giải thưởng quốc tế đầu tiên mà Mỹ Tâm nhận được khi vừa nổi danh ở làng nhạc Việt.
Sau đó, vào năm 2004, cô tiếp tục nhận được giải thưởng Lá Phong do Tổng lãnh sự Canada trao tặng. Đáng kể nhất là vào năm 2012, Mỹ Tâm khiến cho người hâm mộ vô cùng hãnh diện khi lần đầu tiên Việt Nam có nghệ sĩ được vinh danh ở hạng mục Best Asian Artist, nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á, của giải thưởng danh giá châu lục Mnet Asian Music Awards. Một năm sau đó, Mỹ Tâm lại chiến thắng giải nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất của giải thưởng MTV EMA 2013. Năm 2014, Mỹ Tâm còn giành thêm 4 danh hiệu ở giải thưởng âm nhạc uy tín thế giới, World Music Awards và giải Asia's Music Legend, khuyên thoại âm nhạc châu Á, tại sự kiện Top Asia Corporate Bowl 2014. Đến năm 2015, Mỹ Tâm tiếp tục gặt hái thành công khi thắng hạng mục nghệ sĩ có sản phẩm bán tốt nhất ở châu Á, Best Selling Artist of Asia, tại giải thưởng Big Apple Music Awards năm 2015. Live show có đông khán giả nhất, Mỹ Tâm từng lập nên kỷ lục với đêm nhạc thu hút đến 15.000 khán giả Yesterday and Now năm 2004. Đúng 10 năm sau, kỷ lục này bị phá vỡ bởi chính Mỹ Tâm với live show Heartbeat vào ngày 9 tháng 11 2014 được khởi động ở thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 35.000 khán giả đã phủ kín mọi chỗ trống tại sân vận động của khu 7. Đây cũng là live show có lượng khán giả đến xem đông nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Album ăn khách nhất từ trước đến nay của V-pop, phát hành từ năm 2003, Yesterday and Now trở thành album thành công nhất V-pop của Mỹ Tâm. Với lượng tiêu thụ lên đến 100.000 bản, album này đã lập nên một kỷ lục chưa bao giờ có. Đây là con số mà bất cứ ca sĩ nào cũng mơ ước khi thị trường băng đĩa lậu đang bùng nổ ở thời điểm đó. Đã 16 năm trôi qua, vẫn chưa có ai phá vỡ được kỷ lục này. Được truyền thông nước ngoài thường xuyên ca ngợi, Mỹ Tâm là nữ ca sĩ Việt Nam có tần suất xuất hiện trên báo nước ngoài nhiều nhất, có thể kể đến như lần Mỹ Tâm trở thành một trong 12 hiện tượng pop toàn cầu mà bạn chưa biết, do trang ABC News của Mỹ bình chọn năm 2010. Cô còn xuất hiện trên trang bìa tạp chí Match du Monde của Pháp, hay những lần Mỹ Tâm được fanpage của giải thưởng âm nhạc uy tín thế giới World Music Awards ca ngợi về live show Heartbeat, hay là giải thưởng Big Apple Music Awards năm 2015 cũng vinh danh giải thưởng của. Trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm luôn có được sức hút lớn với khán giả trong và ngoài nước. Với sự nỗ lực cố gắng không mệt mỏi trong hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm đã và đang khẳng định được vị thế không ai có thể thay thế được của mình trong làng âm nhạc Việt Nam. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Bản Lĩnh. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ kênh nhé.